loại một đầu tiên, đó là quy trình nghiên cứu từ khóa. Thì để mà các bạn dễ hình dung quy trình nghiên cứu từ khóa này á, thì Phước sẽ mở một bài work lên. Trong bài work này Phước sẽ cùng các bạn thực hành. Thật ra quy trình nghiên cứu từ khóa là gì? Nó khá đơn giản thế này các bạn. Phước nói một cách nhận dọn dập thế này để các bạn có thể hiểu là quy trình nghiên cứu từ khóa là gì. Ban đầu thì các bạn nghĩ ra quy trình là gì? Là từng bước một đó các bạn, đúng không? Rồi từ khóa là gì? Là từ khóa là mình phải lấy từ ý tưởng trong đầu mình nè, từ khách hàng của mình nè, đúng không các bạn? Đó, được chưa các bạn? Bước một là mình chuẩn bị nè, chuẩn bị là đặt ra những câu hỏi giống như là học tu nè, content lợi ích nè, hay là những cái từ khóa nào đó mà mình nghĩ trong đầu là rồi giai đoạn chuẩn bị. Chuẩn bị là mình sẽ nghĩ trong đầu là từ khóa gì mình tự đặt ra, đúng không các bạn? Rồi từ khóa gì khách hàng sẽ gọi, đúng không các bạn? Sẽ gọi, đúng không các bạn? Rồi từ khóa gì sẽ bạn bè mình sẽ gửi cho mình, đúng không? Mình nghĩ ra những cái gì đó là chuẩn bị trước một giai đoạn như vậy đó các bạn. Rồi xong sau bước chuẩn bị xong, rồi sau mình bước qua bước một là gì? Là thu thập ý kiến từ người thân, từ khách hàng, rồi từ bản thân mình đưa ra, đúng không các bạn? Rồi là bước một. Bước hai là gì? Từng bước hai rồi mình làm tiếp như vậy, được chưa? Đó là một, các bạn hình dung là cái mô hình nó y chang như vậy. Rồi sau đây thì chúng ta sẽ đi vào cái sự chi tiết hơn là gì, cụ thể là gì. Ở đây tôi đã gọi quy trình nghiên cứu từ khóa 200 cái. Rồi bước một là chúng ta chuẩn bị ý tưởng. Ý tưởng ở đây á là các bạn là nghiên đo bạn là ngành gì nè, ngành gì, đúng không, ngành gì. Rồi chúng ta phải một cái nữa, chúng ta thêm nhóm cộng cái nữa là chúng ta hỏi là khách hàng hay là chính xác đối tượng chúng ta là ai, được chưa bạn? Rồi chấm nữa, đúng không ạ? Chúng ta đưa ra sự chuẩn bị ý tưởng gồm cái ngành gì nè, tới đâu là ngành gì, rồi đối tượng chúng ta là ai, được chưa bạn? Chúng ta đối tượng chúng ta là ai đó. Rồi chúng ta đòi làm gì, hâu tu làm gì, có nghĩa khách hàng chúng ta nó sẽ đưa ra những cái từ khó là làm gì. Ví dụ như là bạn là ngành nhà kho đi, đúng không? Với bài một số các bạn nghĩ đầu là hâu tu là khách hàng sẽ gọi một số tiêu đề như là làm sao để răng không bị hôi, đúng không? Làm sao để giữ gìn răng luôn thơm như vậy, đúng không bạn? Hay là làm sao để hàm răng của bạn luôn chắc khỏe như vậy, đúng không? Hay là làm sao để trẻ em giữ được răng trắng tinh, đúng không? Đó, ví dụ chúng ta viết qua một cái bài như vậy, đúng không bạn? Chúng ta đặt hâu tu cho đưa ra những cái câu hỏi, những cái làm gì được chứ bạn? Cái đồng lại là gì? Hâu tu là làm gì, và chúng ta phải đưa ra những cái tiêu đề là làm gì, đúng không? Làm gì đó, giống như là Phước đã ví dụ cho các bạn ở đây. Phước ghi thực tế là dễ hiểu nha. Ví dụ là 6 cách chăm sóc, 6 cách chăm sóc răng miệng vậy, đúng không? Được chưa? 6 cách chăm sóc răng miệng, ví dụ như vậy, được chưa các bạn? Rồi bí quyết giữ làn da được trẻ như vậy, đúng không? Đó là hậu tu, được chưa bạn? Hậu tu là làm gì được chưa bạn? Bí quyết là làm gì đó, đúng không? Rồi một số cái vấn đề nữa. Rồi sau đó thì chúng ta đưa ra một số cái nội dung lợi ích, ví dụ là từ khó là gì, lợi ích là chúng ta đưa cũng tương tự như là hậu tu như vậy đó. Chúng ta đưa một số cái bài và viết lợi ích vô. Hay chúng ta bỏ bài là lợi ích khi thức dậy đánh răng của vậy đó, gọi là đánh răng, đúng không? Chúng ta đưa ra một tiêu đề lớn thế này, đúng không? Chúng ta chuẩn bị một cái khâu nào đó, là một cái mô hình chúng ta nên làm cái gì, nên làm đầu đầu được chứ bạn. Rồi sau đó chúng ta bước vào bước một, đó là gì? Bước một là Phước cũng ghi rõ cho bạn luôn đó. Bước một chúng ta cũng ghi rõ bạn luôn là gì? Là quy trình nghiên cứu từ khó. Ở đây thì chúng ta lấy một thương hiệu để khó học chúng ta đi nha, người ta gọi là khó học sale AZ đi nha. Chúng ta ghi lấy thương hiệu chúng ta đi đó, khó học AZ. Và quy trình nghiên cứu khó học sale AZ được chưa bạn? Để quy trình nghiên cứu từ khó AZ thì chúng ta đưa ra một cái bước một thế này là tự tìm hiểu thông tin dựa vào kinh nghiệm bản thân, được chưa bạn? Rồi sau đó là gọi điện cho khách hàng để tham khảo ý kiến, được chưa bạn? Rồi ghi chú ở chỗ là gọi điện khách hàng là bạn lựa những đối hàng này vui vẻ dễ tính nha. Rồi nghiên cứu đối thủ để tìm ra cái keyword đối thủ của bạn đang sale, được chưa bạn? Rồi sử dụng các công cụ hỗ trợ nghiên cứu từ khó truy vấn từng keyword. Ở đây thì Phước ra đưa ra một số cái công cụ, ở đây Phước bôi đỏ để bạn dễ nhìn thấy nha, bôi đỏ thế này và cho cái bự lên. Tại đây là ba cái hành vi, ba cái công cụ mà nó hỗ trợ bạn chi tiết và đưa ra những cái gợi ý thật tốt và thật very good trong cái vấn đề mà tuyệt mật đưa đến những cái thành quả thành công tốt chứ được cho các bạn. Ở đây là keyword planner của Google này, keyword tool.io nè bạn, rồi Google gợi ý, đúng không bạn? Google gợi ý. Bước hai là xong bước đầu tiên là bước một, đúng không? Chúng ta chuẩn bị ra được chưa bạn? Chúng ta gọi điện thoại điện này, rồi sử dụng công cụ để chúng ta hình dung trong đầu hết trước các bạn. Rồi sau đó bước hai là gì? Là chúng ta tổng hợp toàn bộ từ khó được điền và được lọc từng những cái công cụ trên, từng những cái khảo sát
trên từ ý cái này chúng ta tạo là một bộ từ khó. Các bạn tạo khoảng là 100 từ đi, 100 từ đi đúng không các bạn? 100 từ đi, đó, ví dụ vậy. Hay là các bạn tạo 500 từ đi các bạn, được chưa? Rồi sau đó chúng ta tạo xong rồi đúng không? Và bước 3 là gì các bạn? À, chúng ta rút ngắn từ khó cần sale lại, được chưa các bạn? Và bước cuối cùng là khi đó chúng ta rút ngắn lại, chúng ta đưa ra một sự khảo sát đối với khách hàng, đối với bản thân, đối với người quen, đối với chuyên gia marketing online để cho các bạn một bản từ khó hoàn thiện vào. Và ở đây các bạn nên nhớ rằng một bản từ khó để hoàn thiện là một bản từ khó mà có rất nhiều khách hàng dùng những cái từ khó này tìm kiếm đến sản phẩm dịch vụ của bạn. Như vậy là bản từ khó này nó mang lại sự hiệu quả cao trong vấn đề mà bạn marketing tìm kiếm trên công cụ Google. Qua một cái bước năm là chúng ta hoàn thiện cái bản này. Và một cái hoàn thiện là Phước sẽ mở cho bạn xem một cái hoàn thiện như thế nào. Đây, Phước đã làm một xong một cái bản từ khó ở phần mềm ERP. Phước tạo một bản như thế này. Phước đặt ra những cái vấn đề như khách mới, khách hàng mới tìm hiểu này, khách hàng đối thích. Phước phân ra nhiều cái nhóm đó các bạn. Khách mới tìm hiểu gọi có gì, rồi đối tượng khách hàng là ai, rồi đối sử dụng là ai, rồi đối tượng mà sử dụng rồi thất bại như thế nào. Đó, rồi sau đó Phước phân từng một thế này đúng không? Rồi Phước lấy những cái từ khó mà Phước đã truy vấn ở từng bước một các bạn. Sau Phước đưa vô và lọc từng bước, Phước lọc từ bước 3 đó, Phước lọc được bước 3 đó. Sau đó Phước sẽ đưa vô đúng không? Phước lọc từ ở bước 3 rồi. Phước lọc ở bước 3 rồi đó các bạn. Rồi sau đó Phước đưa vô cái bản từ khó thế này được chứ các bạn, để hoàn thiện một bản từ khó đối chúng ta thể tương tác với khách hàng được chứ các bạn. Đó, thì đây là một ví dụ Phước sẽ mong rằng thì từ ví dụ này thì các bạn có thể hoàn thiện được một cái bản từ khó tốt cho mình. Đó là gọi là quy trình nghiên cứu từ khó là như vậy các bạn.